coi chừng chúng xe bullet xấu. Bên này vô tổ Hùng Dương nha. Anh em dỗ như thế nào rồi? Đây là vậy đó. À, bên này là mấy anh em học chung lớp nè, tụ họp lên gạch giá nhậu nè, ăn đám dỗ. Giới thiệu kênh của em coi. Đây có YouTuber là Quỳnh Thể ăn biên đó nè nha. À, mấy anh em họp mặt ở gạch giá. Cái đầu tiên lượm 20. Mới khui lượm 20. Có không? Giống như là họp hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vậy đó, các nước gom về thị sĩ họp vậy đó. Anh này là anh nhanh nè, giáo viên cấp 2 phải không, 9 năm liền đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện. Kêu anh Phương, anh Phương là gì, là huấn luyện viên thể dục điền kinh hả, của tỉnh. Anh Tài, phó trạm khuyến nông huyện. Ai mà nuôi tôm cua thì liên hệ với anh Tài nha. Đây Bắc Hoàng. Ai mà ốm đau thai sản bảo hiểm xã hội. Đây là em Thể nha, chủ kênh YouTube là Quỳnh Thể ăn biên. À, còn tôi đâu? Giáo viên trẻ năng nổ nhiệt tình. Tôi ngược kia lắm. Đây còn em là chủ kênh đi. Mấy anh em học chung, trung cấp chính trị á. Bây giờ bữa nay dỗ tổ Hùng Dương họp mặt ở tại công viên An Hòa. Đó, nhậu hoành tráng bữa. Vô. Cái này mướn cái lều này 300 ngàn nhậu tối ngày. View đẹp luôn nè. Tự nhiên tự trong công viên hòa đẹp. Đó. Chơi con heo quay. Anh em 3 ký. Liên hệ ha. Không có đem chén đũa cho mỗi người xài chén đũa vậy đó. Đó, ly mẫu. Có gì nhậu chứ. Đặt heo có 3 ký vậy đó, với mấy anh ăn biên đem tôm lên 2 ký tôm, ký 15 con vậy đó. Chúc mấy lên tôm. Hả? Với 3 thùng bia. Tôm lên. À, tôm. Đó tôm cỡ đó không đó. Đó. 15 con ký hả? Chút về nướng hay lột vậy đó. Đó. Tôm này tôm xịn nha, không có chích gâu câu nha. Tôm chết rồi nha. Vuông đặt lên đó. Ơi ông hết thì chút có thải xong hầm luôn. Ba thùng bia. Bên này là đám dỗ lớn luôn đó. Rồi, bây giờ mời tất cả quý vị cùng ăn đám dỗ với mấy anh em mình nha. Rồi, rót bia anh 1 2 3 vô cái cho súng coi. Vô. 1 2 3 vô. Quá dữ rồi. Em vô cái cho nó sung coi. Vô mấy anh. Rồi. Mừng đám dỗ lớn nha. Trời, bia này mới nó ngọt quá vậy. Mới uống lần đầu ngọt ha. Ngon ha, ngọt ha. Rồi sử dụng đi anh em. Mời. Chỗ này mát lắm. Trời nóng nực mà vô đây là đúng bài luôn á. Bao mát luôn. Cái lỗ tai nãy nó mất tiêu rồi. Thôi, ăn chi ra mà anh hỏi gì nè. Nó mất tiêu rồi. Đi đi hãy đi. Miếng lỗ tai ăn miếng lỗ tai mất tiêu rồi. Đưa ra cho nghe cho cái kỹ chút ha. Khoa cái lỗ không à. Cái lỗ nãy giờ không kiếm một cái lỗ đâu. Kiếm lỗ tai rồi ăn cho vợ nó chửi đó. To cái lỗ tai. Đây 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 đây. Yêu không mấy anh, heo được không? Được. Mà cả nhà nha. Rồi, tưởng không ngon thì điện thoại báo cho em nó biết. Heo ăn được phải không? Ừ. Để chút xíu đi, để chút xíu anh nè. Thịt heo ăn như thịt lợn đi trời. Hơi mặn chút. Mặn thì khỏi chấm mắm. Ngon quá anh em ơi. Thôi, tuyệt vời. Đợt này là nghỉ lễ liên tiếp 5 ngày là nghe, bữa nay là mấy ngày đầu tiên á. Mai là cái khác nữa. Cậu liên tục 5 ngày. Nay hôm nay nhóm họ này hả? Mà tham lam quá. Ăn đám dỗ lớn nha, vui vẻ nha. Nghỉ lễ vui vẻ. Sống phải có tình nghĩa chứ sống tham lam. Mình. Ủa bác Dương, con này không đặng á. Chiều 2. Bữa đi Đà Lạt kêu đặt 10 con đi theo. Tính nó lâu dài hết con. Đôi khi mình có tiền đó nhưng mà mình không có anh em mình kêu bán sự lớp đặt 10 con đem theo Đà Lạt á, đem 10 con theo. Đúng rồi. Gì đó. Vô canh Vân. Đà Lạt nó tẩy chay ông luôn. Ông này đi tôi không bán được gì. Cái này thôi mà mình biết chơi. Cái đó là bên kia nó lo mấy mình cái tour nó lo cho rồi. Còn mình muốn ấy là mình ăn còn phải trả tiền thêm. Anh nhậu thì mình phải. Dạ đúng rồi đó. Tính ra ngoài đúng rồi. Bởi vậy mình mua hàng đồ theo là đúng bài luôn. Nhưng mà nói chơi nó vui nhưng mà cái này á là nó phải nóng mới ngon. Yeah. Đúng rồi. Ừ. Mới quay ra nóng hổi luôn nè. Nó còn rồng không? À, ông anh này giờ này mới tới nè, ảnh ở bên Dubai, anh đáp chuyến bay hơi trễ giờ này mới tới. Em đại diện chủ nhà thị sĩ chào anh cái.
Thể làm gì vậy Thể? Thằng Lê cái toán trưởng của trường nha. Hiệu trưởng của trường mà sao nó cái toán trưởng trời. Gần hiệu trưởng. Lên bia lấy ly chén rồi cho anh quay rồi đàng hoàng cái. Bữa nay chơi giải chiến là chơi chén thứ này không nè đó, mọi người cái chén vậy đó. Giải chiến à. Đó, vậy đó. Ly mẫu. Đưa lên cho anh quay ba lon coi. Ở đây cái quán cà phê mà mình thuê mình nhậu. Thuê mình quán cà phê nhậu. Ở đây là quán cà phê chứ không phải quán nhậu. Ba lon cho anh thấy anh quay. Hòn lon đây từ từ đi. Rồi mình đi xuống. Xuôi nam kìa. Cho đi theo kịp mình. Không quát máy luôn. Ba luôn hả? Ba luôn đi theo kịp mình. Con này lớn kêu à, lớn kêu nhỏ nghe. Đi đi. Ai đúng ra phải đưa ông 6 lon đi trễ phải gấp đôi. Nãy giờ mình uống có 2 lon cho anh tới 3 lon chứ gì. Đi đưa mấy cái thùng qua luôn. Bây giờ mình lên món mới nè nha. Tôm. Tôm mấy anh em 15 con ký phải không? Đó, lên món nữa mới. Và tôm chết rồi ông ơi. Chết rồi, nó không còn nhảy nữa. Nó không còn nhảy nữa. Màn đám giỗ lớn chơi hoành tráng bữa. Nãy giờ không dám lên luôn đó. Có anh quay lại mới dám lên món tôm luôn đó anh quay. Đợi anh quay lại. Chưa mới dám lên. Mấy con đúng rồi, 8 người hả? Nãy giờ thèm muốn chết mà lắm lên. Tôm này là nhờ kỹ thuật nuôi của anh Tài đây nè. Kỹ thuật có anh Tài mới nhờ có anh Tài ảnh hướng dẫn kỹ thuật mới nuôi được tôm bự vậy nè. Là toàn là tép mộng không à. Anh Tài phó ảnh tiên nông. Không có anh là tép mộng không nhiều. Mộng cái gì mộng chứ. Mộng không gì mộng. Anh em mình vô một cái lên mồi mới coi. Được. 1 2 3. Vô. Sao anh nhanh lo lo anh em mình tụ hợp lại khu vực giống như mình cắt nước mình gom thì thị sĩ anh có cảm nhận như thế nào? Thật ra là hôm nay rất là tuyệt vời, một ngày mình hội họp nhau đây để mà mình bàn chuyện lớn rất là mát mẻ của nhóm mình, nói chung là rất là tuyệt vời mát mẻ ha. Mọi người coi kênh miền Tây Daily nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Quỳnh Thể An Biên, Quỳnh Thể An Biên. Nhà nuôi mấy chục con tôm á, bữa nào anh em xuống mở lên review cho anh em ăn tôm thoải mái. À, đùng nó chạy. Mấy anh em cộng lại có 40 công chứ nhiêu đâu. Tôm này là chưa chích câu phải không? Được. À, chưa, tôm xịn. Tôm này là tôm sạch 100%. Tôm sạch. Mặc dù chưa sữa. Lấy nữa không? Đây còn lấy cái bự này. Anh Hoàng cầm bên này anh Hoàng.
văn. Cái này phải lấy mà nó nóng ăn liền nó giòn ha. Ừ. Nó mềm. Chắc không giòn đâu. Chị này có cái sáng kiếm kinh nghiệm rất là hay ha. Lấy cái đó cắt giấy được luôn trời. Good, giỏi. Trời, chai chặt thịt kiểu này mà còn chê nó thì rồi luôn. Giống thợ quá. Chặt miếng nào ra miếng đó. À, bán ở chợ. Miếng nào ế, ế về nhà. Miếng nào ra miếng đó chứ bộ à. Không giòn gì ngon anh không quay đó dừa luôn đó dừa luôn đó. Em không dừa rồi dừa, con này quá dừa sao ở sang năm như lên chức như nó liên quan em giờ là chúng ta rồi một vợ hai con là chúng ta rồi còn gì nữa cái này để nguyên gì luôn nha. Ờ để nguyên đi cái đấy. Để nguyên này cặp cái ốc. Còn nhảy nữa hả? Nhảy nè, nhảy nè. Không nè. Bữa nay là anh em ăn đám giỗ lớn nha. Quắt giỗ á, giỗ tổ Hồng Dương á. Quắt giỗ. Đúng rồi, giỗ con heo với heo quay với tôm chú cỡ 15 con ký. Không gì nhiều đâu. Đâu có dám ăn cái gì đâu. Đơn giản. Đây miếng da. Wheel này là wheel này wheel 300.000 này nghe anh em. Wheel này 300.000 này chứ không có chịu đâu luôn nha. Đó, mới mướn được cái wheel 300.000. À người ta đòi 400 mà trả giá còn được 300. Mấy anh nhăn nút kinh nghiệm nha. Rồi mới chết mình chưa sử dụng đó.